Phù Khê trước đây là một xã của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay đã trở thành một phường của thành phố Từ Sơn xinh đẹp. Phường Phù Khê nằm ở phía bắc, cách trung tâm thành phố Từ Sơn 4 km, theo nơi sinh ra đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cử, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ 1938-1940. Hòa nhập với sự phát triển chung về kinh tế xã hội của đất nước, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp. Hiện nay, bên cạnh nghề nông truyền thống là trồng lúa và hoa màu, toàn phường có trên 75% số hộ làm nghề mộc. Nghề mộc sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ này đã thu hút một lượng lớn lao động, tận dụng cả những người ngoài độ tuổi có khả năng làm việc. Từ xa xưa, người dân Phù Khê và dân quanh vùng đã truyền tụng câu thơ: Nghĩa lập bánh đúc cháo kê, tiến bào nung ngói, Phù Khê chạm rồng. Theo các bậc trưởng lão, thì làng được thành lập từ thời An Dương Vương xây thành Cổ Loa, thịnh vượng đến đời Lý Thái Tổ rời đô về Thăng Long. Khi đó, nhu cầu xây dựng cung điện thành quách rất lớn, nghệ nhân tài giỏi từ các nơi tập trung về đất Phù Khê rất đông, dần hình thành nên ngôi làng chạm khắc có tiếng đến ngày nay. Truyền rằng tổ nghề mộc là ông Lỗ Ban, và từ xưa đến nay nhân dân vẫn giữ tục thờ tổ nghề. Này của Phù Khê ấy. Đối với tất cả các tỉnh khác thì tôi chưa từng nghe thấy bao giờ, nhưng mà riêng ở Bắc Ninh là chúng tôi rất tự hào là gì, Phù Khê này có cái tục thờ cụ tổ nghề. Năm 2016 là chúng tôi đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng chứng nhận làng nghề của Phù Khê, được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể của nước Việt Nam rồi. Về quy trình sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Phù Khê, trước tiên, người thợ cả phải có ý tưởng về đồ vật mình định sản xuất ra và phải thể hiện bằng bản vẽ, gọi là tạo mẫu sản phẩm. Tiếp theo, phải chọn loại gỗ cho phù hợp với đồ vật định làm ra, lấy mực rồi cho thợ xẻ ra thành từng tấm gỗ có độ dày mỏng khác nhau. Công đoạn tiếp theo là giao cho thợ ngang pha gỗ như cưa, cắt, đục, bào và lắp gá thành hình dáng sản phẩm. Ví dụ như hình một cái tổ hay một cái giường hay một bộ bàn ghế. Nếu trong sản phẩm có bộ phận của chạm khắc hay tiện thì lại giao cho thợ chạm khắc hay tiện để thực hiện. Tiếp đến, người thợ ngang và thợ chạm cùng phải phối hợp với nhau chính thức lắp ráp và hoàn thiện thành phẩm với các công việc như bảo lau, nạo nhẵn, lù những chỗ cong, đường gấp khúc, gắn cố định bằng cồn, keo hoặc sơn. Công đoạn cuối cùng giao cho thợ nguội làm đẹp sản phẩm như đánh giấy ráp, đánh vét ni hay phun sơn. Trong cả quá trình sản xuất trên, công đoạn của người thợ ngang tạo ra hình dáng sản phẩm mang tính thực dụng. Còn người thợ chạm khắc lại đòi hỏi tính thẩm mỹ và nghệ thuật rất cao.
Công đoạn của người thợ chạm cũng có nhiều bước, như đầu tiên phải có ý tưởng tạo mẫu hoa văn. Ví dụ như chủ đề tứ linh, tức long ly quy phượng, là hình ảnh của rồng, phượng, lân, rùa. Tứ quý là hình ảnh của các cây tùng, trúc, cúc, mai. Tiếp đến, người thợ chạm phải dựng hình, tức các hoa văn trên phôi sản phẩm, lấy nền, tức là làm nổi hình ảnh của hoa văn và bắt đầu thể hiện nghệ thuật chạm khắc như chạm nổi, chạm thủng, chạm kênh bong, chạm lộng, chạm chìm bằng cách đục phá, gọt tỉa chi tiết, nạo, v.v. Nét chạm khắc có tinh xảo nghệ thuật hay không hoàn toàn phụ thuộc vào kinh nghiệm và đôi bàn tay khéo léo của người thợ chạm khắc. Dưới bàn tay chạm của người thợ phù khê, người ta từng được chiêm ngưỡng những mảng chạm khắc với cảnh rồng bay phượng múa của thế giới thần tiên, cho đến những cảnh sinh hoạt bình dị yên ả của dân gian. Nghề mộc phù khê không những có từ lâu đời mà còn đa dạng phong phú đạt đến trình độ tinh xảo nghệ thuật. Từ việc dựng nhà ở, làm đình chùa, làm đồ gia dụng, làm đồ thờ tự, cho đến sáng tác ra những tác phẩm nghệ thuật như tượng, tranh với nhiều thể loại và đề tài. Đến thời Lê Trung Hưng, thế kỷ thứ 17-18, nghề mộc chạm khắc của phù khê phát triển mạnh mẽ và còn để lại những công trình nổi tiếng như Đình Đình Bảng, Đình Diềm, Chùa Bút Tháp, Chùa Tây Phương, Chùa Vĩnh Nghiêm. Trong những năm tháng kháng chiến chống Pháp và thời kỳ hợp tác hóa của thế kỷ trước, nghề mộc chạm khắc của phù khê có lúc bị trùng xuống. Song bước vào thời kỳ đất nước đổi mới từ những năm 1990 đến nay, thì nghề mộc chạm khắc phù khê đã phát triển rực rỡ. Sản phẩm không những được khách hàng trong cả nước ưa chuộng, mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước bạn bè quốc tế. Tự hào là người con của thôn Đông phù khê. Cũng từ nhỏ, từ lúc vừa học văn hóa và chúng tôi cũng đã kết hợp học nghề. Và đến như bây giờ cũng được đi giao lưu hàng hóa hoặc là các nước Lào, Campuchia hoặc là Trung Quốc, Hồng Kông. Các mặt hàng của quê hương chúng tôi cũng được đi các nước rồi thì cũng mang lại cái kinh tế đáng kể cho cuộc sống bà con. Qua ngàn năm lưu truyền giữ gìn và phát triển, tác phẩm chạm khắc của người phù khê không chỉ hiện diện trong các công trình kiến trúc Việt Nam, trên bàn thờ tổ tiên của người Việt, mà đồ gỗ mỹ nghệ phù khê còn rất được thị trường nước ngoài ưa chuộng, nhất là hình tượng con rồng, qua bàn tay khéo léo của các nghệ nhân còn chiếm được cảm tình của người Trung Quốc khó tính. Đây là bức tranh tứ quý. Đây là một khối gỗ dày, gỗ tròn, tức là đường kính dày khoảng chừng độ 10 cm. Thế mà bên trong này là đục chạm khắc là tứ linh, tức là long ly quy phượng, các cụ gọi là tứ linh. Đấy. Thế trong cái thời gian làm bức tranh này thì nguyên về chạm khắc ấy, thì thời gian mất khoảng chừng độ 1 tháng mới xong. Đấy là cái công đoạn ban đầu. Thế đến giai đoạn thứ hai nữa là sau đó là người thợ để đánh giấy ráp, nguồn tất cả khe ké để đánh giấy ráp, thì bức tranh này là nếu đánh giấy ráp ấy, thì phải mất một người là phải mất 20 ngày mới hoàn thiện. Sau đó đến công đoạn thứ ba là công đoạn bắt đầu mới đánh bóng, đánh màu lên. Bác ơi, vậy thì bác đã có bao nhiêu năm trong nghề và truyền thống của gia đình mình thì có làm nghề này không ạ? Hiện tại đến bây giờ là có 50 năm trong nghề. Và gia đình nhà bác là cũng 3 đời làm nghề chạm khắc này rồi. Từ khi bác bước chân vào nghề này thì đây gọi là nghề cha truyền con nối. Thế đầu tiên vào làm nghề thì rất là bỡ ngỡ. Như thế thì sau một vài năm sau thì nó cũng quen dần. Sau thì cuối cùng cố gắng theo nghề thì cũng là làm được thành công, là thành đạt trong cái nghề mộc này. Tôi đến đây mua hàng, cảm thấy là hàng hóa, về chất lượng hàng hóa thì đẹp và rất ưng ý. Rồi là mộng mạng là làm rất là đẹp, công nghệ rất là cao.
hàng thì về cái mặt thẩm mỹ thì cũng rất là tốt. Đánh giá chung của tôi là tôi rất là ưng ý, hài lòng và thường xuyên là đến đây đặt hàng. Mỗi khi về chỗ ở Việt Nam là toàn đến địa điểm này để đặt hàng. Có chủ phú của một vùng quê. Từ những khúc gỗ sần sùi thô ráp được người dân Phù Khê đục tỉa gọt nạo để tạo ra những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ đẹp mê hồn,